Em Thinh xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hồng Thanh Nhật Bãi. Vâng, một ngày mới thì em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 6 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cả nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Trước khi vào buổi báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh sẽ quay thành vách cũng như là bề mặt đường trong để cả nhà mình vào theo dõi, lựa chọn cho gia đình nhà mình những mẫu nồi thật là ưng ý. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay vào với không gian báo giá của ngày hôm nay. Cái báo giá đầu tiên của ngày hôm nay đó là một thương hiệu này, là Zojushi cả nhà mình nhé. Đó là một chiếc nồi thương hiệu Zojushi này. Và nó là cao tần 1 lít. Cái này thì đời của nó là đời 19 cả nhà mình nhé. Thành vách thì vô cùng là sắc nét này. Đó, thành vách của chiếc nồi này thì nó không có một cái dấu hiệu gọi như là bong chóc hay là chảy xước ở đâu cả nhà mình nhé. Rất là đẹp. Em sẽ quay gần để cả nhà mình nắm bắt được này. Và riêng cái dòng nồi này thì nó là màu trắng cả nhà mình nhé. Màu trắng thì mình không sợ là bị bẩn đâu cả nhà mình ạ. Khi mà cái màu trắng như thế này thì nó chỉ cần dây bẩn ở đâu là mình sẽ lau luôn. Đó, thì nó sẽ sạch. Mình sẽ bảo vệ được nó luôn. Bởi vì là cái dòng nhựa của Nhật đấy thì họ làm nó rất là dễ lau dọn, cho nên là mình không sợ là nó bám bẩn đâu cả nhà mình nhé. Vâng, cái này thì thành vách cũng như là bề mặt đường trên nó không có một cái dấu hiệu gọi như là chảy xước hay là móp méo ở đâu cả nhà mình nhé. Bây giờ thì em sẽ quay vào lòng trong của nồi này. Vâng, lòng trong của nồi thì cả nhà mình thấy độ sáng bóng này rất là sáng, rất là đẹp luôn nhé. Không có một cái dấu hiệu gọi như là bị chảy xước ở đâu cả. Và đây răng nồi còn mới kinh keng luôn này. Đó, rất là đẹp. Cái này còn mới lắm cả nhà mình nhé. Cái này đúng là mới như một chiếc nồi mới luôn. Nó chưa có một cái dấu hiệu gọi như là ngã màu gì. Và ở trong lòng của nó này. Đấy, lòng của nó rất là đẹp nhé. Sáng long lanh luôn. Nó rất là bóng này, nó chưa có một cái dấu vết gọi như là chảy xước nhỏ hay là lông xước lông chó lông mèo gì cả nhà mình nhé. Bên ngoài cũng thế này, nội thất bên ngoài này rất là đẹp. Đó, vô cùng là sắc nét luôn. Cái này thì độ mới còn tới 97-98% độ mới cả nhà mình ạ. Vâng, cái này đẹp lắm luôn, xuất sắc đấy. Vâng, cái này là A1 này, bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em này. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ hai của ngày hôm nay. Mã thứ hai của ngày hôm nay thì nó cũng là thương hiệu Zojushi của nhà mình ạ. Cao tần 1 lít. Và cái này thì đời 18 nhé. Đời 18 này, thành vách thì rất là đẹp này. Thành vách cũng rất là đẹp luôn. Đó. Thành vách cũng không có một cái dấu hiệu gọi như là chảy xước hay là móp méo ở đâu. Rất là đẹp này. Ở lòng trong thì cũng rất là đẹp cả nhà mình nhé. Nhà chờ đợi em một lát ạ. Đây, lòng trong đây em sẽ cho cả nhà mình thấy cái lòng trong của nó đây. Vô cùng là sắc nét luôn. Đó, bề mặt đường trên này. Đấy, sáng bóng luôn cả nhà mình nhé. Không có một cái dấu hiệu gọi như là bị hen dĩ hay là... Cái này thì cái răng của nó có hơi ngã màu một chút. Đây, có một chút rất là nhẹ ở như cái vành này cả nhà mình nhé. Đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì là khi mà nồi đã được qua sử dụng thì nó không có cái lỗi này thì nó cũng có cái lỗi khác. Quan trọng nhất là cái lòng của nồi mà nó không có một cái dấu hiệu gì thì đó mới là cái quan trọng. Còn khi mình nấu cơm thì nó rất là ngon. Vâng, đây, ở trong cái lòng nồi của cái này thì cũng thế cả nhà mình nhé. Nó cũng không có một cái dấu hiệu gọi như là xước lông chó hay lông mèo gì đâu. Cũng không có một cái dấu chấm xước gì. Bên ngoài thì, đấy, cả nhà mình thấy bên ngoài thì nó sẽ có một chút rất là nhỏ đây. Đấy. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu. Vâng, ở lòng trong đáy này. Rất là đẹp, cái này cũng đẹp ở nhà mình nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng. Vâng, A2 này, 1.900.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng cái mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ ba của ngày hôm nay. Mã thứ ba của ngày hôm nay thì nó cũng là Mitsubishi cả nhà mình nhá.
thuộc dòng nồi vuông này. Đó, và cái này thì nó không có quai. Đấy, mình kép nách thôi. Vâng, cái này thì là cao tần này, 1 lít, đời 13. Vâng, đời 13 hơi thấp một chút cả nhà mình nhé. Thế nhưng mà cái dòng đời thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Bởi vì là khi mà mình mua nồi thì chất lượng là chủ yếu. Tức là khi mà mình nấu cơm nó ngon. Đấy, còn cái độ mới của nó còn cao thì là mình mua thôi. Chứ còn cái dòng đời thì có nhiều nhà là dòng đời rất là cao mà nồi lại xấu. Đây, ở trong lòng nồi đây. Đó. Cái này thì gioăng của nó đây cả nhà mình nhé. Gioăng rất là dày luôn. Rất là dày luôn. Sự đàn hồi đang còn cao này. Đấy. Rất là đẹp. Và ở trong lòng nồi này. Trong lòng nồi cái này thì nó có 2-3 vết xước gọi như là lông chó lông mèo cả nhà mình nhé. Em quay gần thì cả nhà mình thấy đó. Đây. 2-3 vết xước rất là nhỏ đây này. Đó, cả nhà mình thấy chưa? Nó rất là nhỏ, nó không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm đâu nhá. Còn bên ngoài thì nó đang còn rất là đẹp này. Và cái nồi này thì chất lắm luôn này, dày lắm cả nhà mình ạ. Nó dày này. Cái nồi của Nhật thì bao giờ nó cũng dày. Ở dưới lòng dưới này, nó đáy đấy. Cái dòng nồi Nhật thì độ dày và độ bền, độ đẹp của nó thì cứ đẳng cấp nhất luôn đấy. Vâng, cái này thì rất là đẹp này. Cái này nội thất cũng như là bề mặt bên ngoài này đang còn sáng bóng luôn cả nhà mình nhá. Cái này đẹp lắm. Cái này thì nó là A3 này, bên em đang bán với giá là 1.300.000 đồng này. Đó. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487716 cả nhà mình nhé. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc này, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 tháng này. Và các bác khi mà vào mua nồi ở bên em, đấy, trước khi mà mình mua nồi thì mình xem là nhà mình đã có cái cục đổi nguồn chưa. Nếu như mà chưa có cái cục đổi nguồn thì mình có thể là mua luôn cả nhà mình nhé. Để mình cắm vào dùng cho nó vừa bền này, mà mình nấu cơm nó lại rất là ngon đấy. Và tránh cái trường hợp là khi mà mình mua nồi mà mình không mua cục nguồn về mình lại cắm nhầm vào cái điện 220 của Việt Nam mình thì nó sẽ cháy mất cái nồi đi cả nhà mình nhé. Đó. Đây, cái cục đổi nguồn của bên em thì nó sẽ vuông thành như thế này. Nó rất là gọn nhẹ. Đó. Thì bác nào mà ưng cái mẫu nào có thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Cái này thì bên em đang bán 1.300.000 đồng các bác nhé. Đó. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ tư của ngày hôm nay. Mã thứ tư của ngày hôm nay thì nó cũng là thương hiệu Zojushi cả nhà mình ạ. Vâng, cao tần 1 lít, đời 18 nhé. Cái này thì thành vách cũng rất là đẹp này. Thành vách thì không có chảy xước ở đâu cả, cũng không có bị móp méo nhá. Còn bề mặt đằng trên, bề mặt đằng trên thì nó có một chút đây, rất là nhỏ. Thế nhưng mà đây là cái xước nó rất là nhẹ thôi, nó chưa sâu vào lòng trong. Đấy, nó chỉ xước bên ngoài thôi cả nhà mình nhá. Đấy, cái nào mà có một chút lỗi gì thì bên em sẽ đều nói luôn để cả nhà mình theo dõi và nắm bắt được. Vâng, cái này thì cao tần 1 lít này, đời 18 này. Bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Bây giờ vào lòng trong. Lòng trong của cái này thì cũng rất là đẹp cả nhà mình nhé. Bề mặt đằng trên này đang còn sáng bóng luôn. Độ sáng bóng của nồi này. Đó. Và nồi thì nắp nồi này. Đấy. Nắp nồi cả nhà mình có thể là thấy nó bóng, sáng bóng này. Không có một cái dấu hiệu gọi như là gỉ đâu nhá, bởi vì là họ làm bằng toàn bộ là bằng inox cho nên là độ sáng bóng của nó rất cao. Răng đang còn mới đây cả nhà mình nhá, răng rất là đẹp luôn. Đó. Cái nồi này thì cũng đang còn mới lắm, mới tới 97% độ mới đây cả nhà mình ạ. Ở trong lòng nồi của cái này thì độ sáng bóng này nó cũng chưa có một cái dấu hiệu gọi như là bong chóc hay là chảy xước cả nhà mình nhá, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh này, bên ngoài cũng thế này, nồi đang còn mới lắm nhá. Cái này nó kém nồi mới, tức là đã qua sử dụng cả nhà mình ạ. Vâng, còn đáy này. Đó. Riêng dòng nồi của Nhật thì nó đều sử dụng điện 100 và 110 cả nhà mình nhé. Đó, cho nên là khi mà mình mua nồi của Nhật thì mình cân nhắc là nhà mình chưa có cái cục đổi nguồn thì mình mua luôn. Còn có rồi thì mình chỉ cần mua nồi nữa thôi. Vâng, bên em thì các cái chức năng mà nấu ở đây, chẳng hạn như là những cái chức năng gọi như là gạo trắng này, đấy, nấu cơm ngon này, cơm mềm này, cơm cứng này, hoặc là cơm siêu mềm này, nấu nhanh này, nấu cháo này, ủ ấm này, chọn gạo này,
chế độ nấu này, gạo lứt này, giờ phút này, hẹn giờ này, nấu này. Vâng, thì bên em đều đã gắn bằng tiếng Việt rồi cả nhà mình nhé. Khi mà mình mua nồi về thì chỉ cần cắm dây điện vào là sử dụng được thôi. Rất là an toàn bảo đảm. Đó, ở trong lòng nồi của cái này thì em cũng đã quay rồi. Cái này thì nó là A4 này, bên em đang bán với giá là 2.300.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 5 của ngày hôm nay. Mã thứ 5 của ngày hôm nay thì nó cũng là thương hiệu Zojushi cả nhà mình nhé. Đó. Cái này thì nó cũng là thuộc dòng cao tần 1 lít đời 19. Cái này cũng rất là đẹp này, cũng xuất sắc. Bên ngoài này, bên ngoài thành vách của cái này thì nó có một đôi chút chấm nhỏ, tức là có một cái đôi chút gọi như là bị chảy xước chấm nhỏ đây. Thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đâu cả nhà mình nhá. Không ảnh hưởng tới chất lượng cũng như là hình thức bên ngoài, nó chỉ có một chút như thế thì nó cũng không đáng gì. Vâng, bề mặt đường trên thì rất là đẹp này. Trong lòng nồi thì bề mặt đường trên của nồi này sáng bóng, rất là đẹp. Răng đang còn mới nhá cả nhà mình nhá. Răng đang còn mới. Cái này cũng sắc nét lắm luôn. Vâng, ở trong lòng nồi này, cả nhà mình thấy ở trong lòng nồi này, rất là đẹp này. Đó. Chưa có một cái dấu hiệu gọi như là bong chóc ở đâu nhá. Kể cả là đường trong, đường ngoài này, đáy nồi này. Đấy, cái này cũng xuất sắc, cái này cũng rất là đẹp. Vâng, khi mà cái dòng nồi của Nhật ấy thì nấu cơm nó rất là ngon nhá cả nhà mình nhá. Đấy, chẳng hạn như là nhà mình mà đi làm buổi sáng ấy, đến trưa mới về thì mình có thể là cắm cơm từ lúc sáng đi. Sáng mai mình dậy sớm thì mình cắm đi. Sau đó rồi buổi trưa mình quay về thì mình đã có sẵn một nồi cơm vừa nóng sốt mà lại ngon cơm. Đấy, mà lại tiện cho mình là đã có nồi cơm rồi. Thì mình chỉ cần vào nấu thức ăn một chút nữa là mình có sẵn bữa cơm thôi cả nhà mình nhé. Nó không bất tiện giống như cái dòng nồi của Việt Nam mình. Khi mà mình đi làm về thì mình mới vào nấu thì trong vòng phải mấy mươi phút sau mới có được nồi cơm ăn. Đấy, mà nếu mà nồi Việt Nam mà mình cắm trước thì khi quay về thì nó lại vừa cứng cơm này, mà nó lại nguội cơm. Đấy, còn cái dòng nồi này thì mình cắm sớm đi, thế nhưng mà cơm khi quay về thì nó vẫn còn nóng và ngon cả nhà mình nhé. Đấy, nó tiết kiệm được cái thời gian để mình làm nhiều việc khác. Chẳng hạn như là mình nấu thức ăn nhanh thì mình ăn cơm sớm, mình lại nghỉ trưa sớm. Đấy, còn buổi chiều thì mình có thể là buổi chiều mình đi làm thì mình lại cắm đi. Đấy, xong rồi khi quay về buổi chiều thì mình có thể là tắm rửa cho con này, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa này, rồi mình nấu thức ăn, mình lại có bữa cơm. Đấy, thì nó rất là tiện. Cái này thì nó là A5 cả nhà mình nhé. Thì bên em đang bán với giá là 2.000.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng cái mẫu này thì cũng chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã cuối cùng của ngày hôm nay. Mã cuối cùng của ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Panasonic cả nhà mình nhé. Đó, Panasonic này thì nó là cái thương hiệu nghe rất là quen thuộc của người Nhật rồi cả nhà mình nhé. Và bề mặt đường trên của nồi thì đang còn mới này, độ sáng bóng này, rất là đẹp này. Đó, vô cùng là sắc nét luôn. Cái này thì nó cũng không có bị chảy xước hay là móp méo ở đâu cả nhà mình nhé. Không có luôn này. Đó, em quay như thế này để cả nhà mình theo dõi này. Nó không có một cái dấu hiệu chảy xước móp méo ở đâu cả. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Và cái này thì em mở đường lòng trong xem. Lòng trong của nồi đây cả nhà mình nhé. Đấy, trên nắp trên này rất là đẹp luôn. Rất là mới. Đây, mới lắm luôn cả nhà mình nhé. Và bề mặt đường của nồi này, cái răng này thì họ làm là cái diềm ở đường dưới này thì nó sẽ là cái màu vàng chứ không phải là ố đâu cả nhà mình nhé. Ố là nó khác, ố là nhìn nó khác. Còn đây là cái diềm họ làm là đường dưới là màu vàng đấy, cả nhà mình thấy đấy. Còn ở đường ngoài thì nó là màu xanh đấy. Nên là mình nhìn theo dõi thì mình phải nhìn kỹ để mình phát hiện được cái ố thì nó sẽ khác nhé. Đấy, nó có cái dấu hiệu ố vàng là nó sẽ khác. Cái này cũng rất là đẹp này. Cái này ở trong lòng nồi thì nó có đôi ba chấm rất là nhỏ, bằng đầu tăm thôi cả nhà mình nhé. Đấy, nó có một đôi ba chấm gọi như là bong chóc đấy, bằng cái đầu tăm thôi.
Thế nhưng mà cái lòng nồi này cũng đang còn rất là chất, đang còn đẹp này. Và cái này thì nó có kèm theo là phun kim tuyến cả nhà mình nhé. Bên ngoài thì nó là màu vàng này, rất là đẹp. Cái này thì cũng sắc nét lắm luôn này. Đấy, đáy nồi này. Cái này thì mình nấu cơm nó rất là ngon, nó không có ảnh hưởng tới cái chấm nhỏ nhỏ đấy đâu. Vâng, cái chấm đó thì nó sẽ không làm mất được cái chất lượng của nồi cơm đâu cả nhà mình nhé. Cái này là A6 này, bên em đang bán với giá là 950.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Đó là Panasonic cả nhà mình nhé. Thì ngày hôm nay thì em Thinh lại lên báo giá 6 mẫu nồi cơm điện. Trong 6 mẫu nồi cơm điện ngày hôm nay thì có nhiều phân khúc, tức là từ giá thành từ cái thấp nhất cho đến cái cao nhất thì chỉ là 2.500.000 đồng thôi cả nhà mình nhé. Cả nhà mình vào xem mà ưng mẫu nào thì chụp lại hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Bên em thì đã bao ship toàn quốc rồi và hỗ trợ về tức là bảo hành cho cả nhà mình là 1 tháng. Đấy. Và khi mà mình mua nồi đấy thì em nhắc lại một lần nữa là mình mua nồi ở bên em mà chưa có cái cục đổi nguồn như thế này nhé. Thì mình có thể là mua luôn cục đổi nguồn để mình kèm vào mình nấu với cái dòng nồi của Nhật thì độ bền nó sẽ cao này. Thứ hai nữa là cơm nó sẽ ngon hơn. Đấy. Và nó không bị cắm nhầm vào cái điện 220 của Việt Nam mình cả nhà mình nhé. Cái cục đổi nguồn thì nó cũng không có đắt đỏ đâu. Và bên em sẽ bảo hành cái cục đổi nguồn này cho các bác là dùng nó sẽ không bị hỏng đâu. Đấy. Tuy nhiên là không có cái gì để mà được đạt gọi như là mỹ mãn. Thế nhưng mà cái độ bền của nó cũng rất là cao. Đấy. Thì trước khi mà vào buổi báo giá của ngày hôm nay mà các bác theo dõi trong cái buổi báo giá ngày hôm nay mà những cái mẫu nồi em gửi lên ngày hôm nay các bác chưa ưng mà các bác đang muốn tìm một cái dòng nồi khác thì các bác thể là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến các cái mẫu nồi mà nhà mình đang cần tìm kiếm nhé. Vâng, đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Bác nào mà đang vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.